Và trong suốt hai ngày vừa qua thì hội trại cũng diễn ra suôn sẻ, các bạn các cháu thì không có bị vấn đề gì về sức khỏe. Xin được giới thiệu với lại giám đốc và phụ huynh, đây là một sản phẩm mà các cháu đã thực hiện trong thời gian ở trại. Đây là sản phẩm túi con thỏ được chế tác bằng những cái đĩa mà chúng ta thường sử dụng một lần, và các cháu đã thực hiện xong, mỗi một cháu có một cái túi quà như thế này. Cái thứ hai xin báo cáo là trong thời gian các cháu đi trại thì các cháu đã được vào vườn chôm chôm, và đây là toàn bộ sản phẩm chôm chôm mà các cháu đã hái được, đã được ban tổ chức kia vào, mỗi cháu có một ít thành quả đem về. Còn đây cũng có một cái ít lá trà, trà đậu trà non mà các cháu đã được hái. Người đầu tiên chúng ta hãy dồn vào phố tay, đây là kỷ lục ăn bánh mì nhiều nhất trong buổi sáng từ nhà thiếu nhi cho đến Mỹ Lệ, thì cậu này trước đó đã được ăn một ổ bánh mì, nhưng mà từ khi xe lăn bánh cho đến khi đến trại thì cậu đó đã ăn thêm 3.5 ổ bánh mì, tức là trong buổi sáng đã ăn 4.5 ổ bánh mì. Xin mời bạn Phong Sơn, tiểu đội trưởng của tiểu đội 1, xin mời chiến sĩ Hà Duy lên sân khấu. Ngoài ra trong số 3 tiểu đội trưởng có một tiểu đội trưởng rất là yêu thương đồng đội của mình, cứ vào bàn ăn là tiểu đội này, tiểu đội trưởng này đứng lên phát đũa muỗng cho tất cả các bạn, mà đây cũng là người lớn nhất trong tiểu đội. Xin được mời tiểu đội trưởng tiểu đội 3 Lê Khôi. Và một tiểu đội trưởng nữa, mà đây là tiểu đội trưởng tiểu đội 2, mặc dù là hơi chậm hơn so với hai tiểu đội kia, nhưng mà tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đã luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành vai trò của mình. Xin được mời Thiên Ân, tiểu đội trưởng của tiểu đội 2. Rồi, đây là một kỷ lục Guinness tiếp theo, là có thể là cháu sẽ hơi buồn một chút, nhưng mà kỷ này cũng là rất là vui. Chiến sĩ hay khóc nhất trong toàn đội, đó là chiến sĩ Quốc An của tiểu đội 2. Rồi, mời Quốc An lên sân khấu. Rồi, có một cô bé, một chiến sĩ rất là ngoan, phải nói là ngoan nhất trong toàn tiểu đội. Là buổi tối khi chơi trò chơi đêm là cô bé này nhất quyết không chịu tham gia. Hỏi tại sao? Bởi vì nói là mẹ con dặn là không được ra bóng tối. Do đó là cô bé là mặc dù rất thích đi nhưng mà nhất quyết không đi. Xin được mời chiến sĩ Khánh Duyên của tiểu đội 2. Đây là cô bé Khánh Duyên. Ngoài ra Khánh Duyên còn đi với một người nữa mà được ấn tượng đối với ban tổ chức, là trong suốt hành trình cho dù lên núi hay là đi tham quan, hai cô bé này vẫn luôn tay trong tay, rất là tình cảm. Đây cũng là hai chị em. Xin mời Kỳ Duyên sẽ cùng lên sân khấu luôn. Rồi, một chiến sĩ được bình chọn là hiếu động nhất, đó là chiến sĩ Từ Hải Đông. Rồi, xin mời Từ Hải Đông lên sân khấu. Đây là cậu bé đã để lại ấn tượng là ngay lễ xuất quân là cái quần nó bị rách một đường rất là dài. Còn một chiến sĩ nữa được bình chọn là người nói nhiều nhất, nói liên tục, nói ra nói không ngơi nghỉ, ban tổ chức phải nói là mệt mỏi và để trả lời cho câu hỏi của chiến sĩ này. Và cũng được bình chọn là chiến sĩ sợ ma nhất, tối nhất định không chơi trò chơi đêm, nhưng mà cứ đứng bên trong thục thò và cứ đòi đứng dòm ngó, rất là muốn đi nhưng rất sợ không dám đi. Nhưng mà thì chiến sĩ này đã về dọc đường bởi vì ba mẹ đã đón ngay tại ngã tư Sở Sao. Do đó là đây là những kỷ lục Guinness đã được ban tổ chức bình chọn, và sau đây xin được mời anh Phạm Ngọc Nguyên.